Tấn Thành gửi cho anh 200 để cho anh có tiền mua thuốc uống đó anh. Gửi lời cảm tạ cô Nguyễn Thị Trần Thị Thu Huyền. Dạ. Và cúng dường 1 triệu để xây dựng chùa. Công đức này cho gia đình cô được bình an mạnh khỏe, làm ăn cho phát đạt. Dạ, Lê Thanh xin chào quý bà con và khán giả đang theo dõi kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh có trở lại chùa Châu Khánh, đó là ấp Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thì chùa Châu Khánh là một cái ngôi chùa nằm ở vị trí ở trong đồng. Thì hồi xưa ở đây là ngôi chùa lá, thì sau đó cũng xây dựng lên. Rồi thời gian rất là lâu năm thì ngôi chùa này đã xuống cấp và bị nứt dột. Và hôm nay được dỡ ra và xây cắt lại. Và cũng có Phật tử đó là chị Thu Huyền cũng trợ duyên 1 triệu nhờ Lê Thanh đến đây để giúp cho chùa để xây cắt của ít lòng nhiều. Thì tấm lòng của chị Thu Huyền hôm nay Lê Thanh cũng được đến đây để gửi giùm chị Thu Huyền 1 triệu đồng đến chùa Châu Khánh để giúp ích cho chùa có một số đồng ngân để cho chùa xây dựng. Thì sắp tới đây bên kia làm xong thì chuyển qua bên đây đó, thì rất là cảm ơn chị. Lê Thanh sẽ vào bên trong để quay một đoạn video cho khán giả xem nha. Thì hôm nay Lê Thanh đến đây để gửi giùm số tiền của Mạnh Thường Quân. Sau đó cũng có một cái câu rất là hay khi mà đến chùa đó, Lê Thanh cũng đọc được mấy câu này nè khán giả. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếu sống muôn đời của tổ tiên, chánh pháp lưu truyền hẳn phải nhờ sự đảm đương của vốn chúng, thiền môn hưng thịnh đều trông cậy vào người thí chủ phát tâm. Là cái câu này rất hay khán giả khi mà đến chùa đó. Khi mà Lê Thanh cũng bắt gặp câu này thì đọc tặng cho khán giả luôn. Thì chùa Châu Khánh bên cạnh đó có những bức tranh của Phật. Ở phía trong thì có những bức tranh của Phật nha khán giả. Còn phía bên ngoài đó có những bức tranh về ở dưới cảnh địa ngục đó. Đây là bức tranh của Phật. Rồi bên đây có những bức tranh ở dưới cảnh địa ngục. Đây, khi đến chùa Châu Khánh, khán giả có thể nhận thấy những bức tranh này là những bức tranh mà luật nhân quả. Thì cách đây cũng lâu rồi, sư cô cũng nhờ họa sĩ để vẽ lên những bức tranh luật nhân quả để cho mình đừng có làm những chuyện mà ác đó khán giả. Làm phước thì được phước, làm chuyện ác sẽ đền tội. Đây là những bức tranh ở dưới âm tàu địa phủ với khán giả. Lê Thanh sẽ đi vòng qua cái cảnh bên bếp bên đây. Thì ở đây là cảnh bếp, thì ở chỗ đó thì nó mục nát hết rồi. Thì chuẩn bị làm phía ngoài này xong thì có tiền sẽ làm phía bên trong này cũng như bên chánh điện bên kia. Giờ này mày, giờ này chiều rồi. Cái này là cọc ép xuống dưới hay giờ là dựng nha. Bây giờ chống lỏng đây nè. Thì này chắc cũng gần nghỉ giờ chiều hả mấy anh? Mấy giờ mình mới nghỉ? 5 giờ. 5 giờ chiều á. Là cây cọc này nữa mình ép xuống dưới giống như cờ vậy hả? Rồi chào mấy anh nha. Chúc mấy anh nhiều sức khỏe nha. Đây. Phía bên ngoài đây có một cái tấm bản vẽ sau này chùa sẽ hoàn thành thì sẽ như thế này nè khán giả. Rất là đẹp đúng không ạ? Cũng nhờ tấm lòng của khán giả khi mà thấy nơi đây, khán giả có muốn gieo duyên thì cứ gieo duyên đến đây. Lê Thanh cũng có đọc địa chỉ rồi đó. Giờ mình để mình vô đây mình gửi tiền cho sư cô. Vậy là sư phụ đi đám giỗ hả? Đi đám giỗ. Vậy là sư cô nhận giùm nha. Dạ. Nhận giùm đưa cho thầy. Dạ, đưa cho thầy. Đưa học giám cảnh.
Và chị khán giả đó nhờ Lê Thanh đến đây để trợ duyên 1 triệu. Đó là tấm lòng của chị Thu Hiền. Vừa qua Lê Thanh có đăng cái clip đó lên chùa Châu Khánh mình tu sửa lại, cũng đang thiếu về cái kinh phí, cho nên chỉ có xem được cái clip đó. Bây giờ Lê Thanh đến đây để gieo duyên với chùa 1 triệu. Chị này cô ít lòng nhiều. Dạ, yeah. Ghi tên cái cô đó. Dạ, để Lê Thanh coi coi chị này tên cái gì. Thu Hiền đây nè. À, chị này tên Trần Thị Thu Hiền á cô. Dạ. 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 Cái này tôi nhận là để đưa cho thầy. Dạ. Dạ, cũng như chỉ nhận giùm thôi. Dạ. Bởi vì tiền bạc phải rõ ràng. Cũng gửi lời cảm tạ cô Nguyễn Thị Trần Thị Thu Hiền. Dạ. Dạ, cúng dường 1 triệu để xây dựng chùa. Như cảm tạ cô cũng như có cái lòng phát tâm cúng dường xây dựng chùa. Hồi hướng công đức này á, cho gia đình cô được bình an mạnh khỏe, làm ăn cho phát đạt. Dạ. Cổ nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho gia đình cô được bình an mạnh khỏe. Ừ, cũng như là cảm tạ cái sự phát tâm của cô gì đó. Dạ, cúng dường chùa. Dạ. Để xây dựng ngôi tam bảo. Thì cái xây dựng á, thì mình phát tâm cúng á, cũng như là nhiều người đóng góp vô. Nhà mỗi cũng như mỗi người chung tay góp sức gì đó. Dạ. Ra mình được có nhiều cúng nhiều tùy theo khả năng của mình. Thì theo cái công đức tùy hỷ. Yeah. Yeah. Thì Lê Thanh cũng làm cái nhịp cầu nối cho các Phật tử, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân có cái hướng mà để gieo duyên với chùa, đặc biệt là chùa nghèo như là chùa Châu Khánh đây. Trước đây Lê Thanh cũng có nhắc đến, tại vì có khán giả bà con hay gọi là chùa nghèo ở trong đồng, nó đang xuống cấp rồi. Vừa qua trước đây cũng 1 năm 2 năm trước Lê Thanh có đến đây để quay để giúp cho, để cho trên đó đừng có dột lại đó, có chỗ kia đừng có dột. Thì hôm nay cũng xuống cấp trần trọng rồi cho nên tu sửa lại. À, vừa rồi có quay lễ đặt đá nè, rồi cũng có bà con trợ duyên. Thì Lê Thanh cũng đến đây để làm nhiều cầu nói cho khán giả để gieo duyên với chùa, cũng như là gieo duyên với Phật, những cái công đức của mình. Thì Lê Thanh cũng cảm ơn khán giả đã nhờ Lê Thanh đến đây. Thì nhờ khán giả Lê Thanh mới được đến chùa. Chứ hằng ngày Lê Thanh cũng lo rất là nhiều việc. Thì nhờ khán giả gửi tiền thì Lê Thanh cũng tranh thủ đến đây để gửi đến chùa Châu Khánh. Đó là tấm lòng của chị Trần Thị Thu Hiền. Cũng như là sắp tới nếu mà khán giả có nhờ Lê Thanh đi đến đây nữa thì Lê Thanh rất là vui và sẵn lòng. Tại vì chỗ nhà Lê Thanh đến đây cũng không có xa. Chỉ cách khoảng 5-7 cây số thôi chứ không có xa. Thì Lê Thanh chạy chút xíu tới à. Lê Thanh cũng tranh thủ. Rồi thôi, Lê Thanh cũng cảm ơn khán giả. Mà đặc biệt nữa thì Lê Thanh sẽ đọc cái địa chỉ ở đây. Đó là ấp Khánh Hòa hả sư cô? Ấp Khánh Hòa. Ấp Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thì bà con khán giả đến cầu ngang Ba Tiệm thì hỏi chùa Châu Khánh thì ai cũng biết hết. Và ở chỗ cầu ngang Ba Tiệm có để cái bảng. Thì khán giả muốn tự đến đây để lại Phật cũng như gieo duyên thì khán giả theo cái địa chỉ đó, hoặc là không biết thì cứ liên hệ với Lê Thanh, Lê Thanh sẽ chỉ đường. Còn khán giả ở xa thì liên hệ nhờ Lê Thanh chuyển giùm như thế này. Thì Lê Thanh rất là sẵn lòng và biết ơn khán giả rất là nhiều. Rồi Lê Thanh cảm ơn sư cô nha. Chào sư cô. Dạ, Lê Thanh cũng biết Phật tử. Dạ, Lê Thanh cũng hẹn khán giả những video tiếp theo ạ. Lê Thanh cũng sẽ đi lên trên Khánh Hòa để sẵn trên video này Lê Thanh lên trên Khánh Hòa gửi 200.000 cho một cái anh hội, anh đang bị bệnh rất là nặng, bây giờ cũng đang bớt rồi nhưng cũng ít lòng nhiều. Lê Thanh cũng sẽ tiếp tục trên đoạn video này luôn ạ.
Xin chào quý bà con và khán giả, cũng như chào anh Tấn Thành. Thì hôm trước anh có nhờ Lê Thanh ghé thăm anh Hội để gửi cho anh Hội 200.000 đồng. Thì hôm nay Lê Thanh có ghé chùa Châu Khánh xong rồi, Lê Thanh cũng chạy đến để gửi cho anh Hội tấm lòng của anh Tấn Thành, gửi cho anh 200 để anh có tiền mua thuốc uống đó anh Hội. Thì anh có vài lời nào nói chuyện với anh Tấn Thành không? Dạ em cũng sẵn đây là cảm ơn anh Tấn Thành. Của em cũng gần khỏe rồi, bác sĩ nó từ đây tới Tết chắc có thể em đi lại được. Đi dạ, tới Tết hả? Dạ em cũng trong đoạn này em cũng đang đứng vậy để tập đứng đừng mình đi lại bình thường á anh. Ủa nó đau lắm. Đau dữ lắm, đứng vậy nó đau hả? Đứng gì nó đau dữ lắm. Đứng vậy nó đau dữ. Tại vì mấy tháng trời nay mình đâu có đứng ngồi gì được nhiều đâu. Không có đứng được đâu, toàn là nằm với ngồi, đỡ ngồi thôi mà. Nhỏ là tắt đi heo, vô bữa buồn buồn đi heo. Nè coi, mày chậm chơi đi. Ghé thăm anh thì cũng, bữa nay nó cũng giảm nhiều không? Dạ, giảm hơn cái bữa em ghé không? Giảm rất nhiều đó. Em cũng tự ngồi được và được đỡ đứng lên được, ăn cũng đỡ rồi. Ăn cũng được một lần ăn gì cũng cả chén cơm. Chén cơm ăn nhiều lần không anh? Ngày mình tây mình chia cơm 3 lần vậy đó. 3 lần à? 3 lần. Rồi thuốc cũng uống đều đều không? Thuốc đều, ổng cũng rửa vết thương đều đều ngày 2 cử vậy đó. Ngày 2 cử hả? Thuốc đó mình lãnh nguyên tháng uống luôn hay sao anh? Đâu có, cũng ổng rửa rồi ổng chích thuốc. Ổng sợ nó còn biến chứng lây á. Rồi ông gỡ với ông chích thuốc là một mũi gì là một lần vậy là 130. Ngày nào cũng vậy hay là cách? Tôi có một ngày hai lần là 260. Ngày bây giờ là ngày nào cũng vậy luôn hả? Dạ ngày nào cũng vậy. Ồ tốn tiền hơi nhiều ha. Ngày 260. Ngày 260 mà nếu mà có thử đường ha này kia thì tính thêm. Hoặc là chích những cái loại thuốc mà nó nặng hơn thì tính tiền cao hơn nữa. Ví dụ như chích găng cho mình ăn cho mau lành bệnh đó. Thì một mũi của ổng tới 150 rồi. Ổng chích rồi ổng rửa vết thương với thuốc luôn là 150. Mũi. Rồi như vậy thì tiền đâu mà lo. Anh thì vợ không có đi làm. Bây giờ mình kinh tế mình cũng hết thì mày cũng hỏi tới lui với bà con người ta. Mượn ha. Cũng mượn tới mượn lui đằng mình lo cho nó xong. Chừng nào mình khỏe được thì mình trả lại từ từ sao vậy anh? Dạ, trước nhất là sức khỏe đi ha. Dạ. Từ từ rồi mình khỏe lại thì mình đi làm. Bây giờ ai cũng bệnh như vậy thì chắc bà con người ta cũng hiểu cái điều này, người ta cũng giúp đỡ ha. Đến bây giờ thấy em cũng đỡ hơn bữa hổm phải không? Cũng có da có thịt lại, em cũng còn cảm giác được. Tại vì em cũng cảm giác em đứng được đỡ rồi. Đó. Bữa hổm thấy mệt mỏi quá, em muốn bỏ cuộc luôn. Thôi giờ cũng cố gắng lên. Bà con thấy anh bệnh người ta cũng thương. Dạ. Dạ, bỏ cuộc ra được, cũng còn hai con nhỏ sao bỏ cuộc được. Dạ, thì cũng suy nghĩ lắm đó. Nhưng bây giờ là em cũng gắng rồi đó. Giờ thấy là có sự sống lại có ha. Có sự sống rồi đó. Trước mặt là em cũng phải cố gắng là đang tập bước tới bước lui đang cho nó như xưa lại mới được. Thì em cũng ghé thăm anh, cũng gửi tấm lòng của anh Tấn Thành. Tuy ít nhưng hay phải nói là tấm lòng anh cũng nhiều. Của ít nhiều lòng nhiều. Dạ, của ít lòng nhiều. Thì có nhiều Lê Thanh gửi nhiều cho anh, có tiền anh mua thuốc chờ đợi cô bác gửi thêm nữa thì sợ hơi lâu. Dạ. Hãy Lê Thanh có cái quỹ từ thiện thì Lê Thanh nhín ra cho anh thêm nữa, hiện bây giờ cũng hết rồi. Vừa qua làm cũng hết cái quỹ từ thiện rồi cho nên hiện giờ cũng chưa có nhận được tiền bà con gửi để làm quỹ từ thiện nữa. Cái này của anh Tấn Thành gửi riêng thì em gửi riêng cho anh. Dạ, cảm ơn. Rồi hy vọng những clip tiếp theo có ai gửi thì Lê Thanh đến để giúp cho anh có tiền mua thuốc uống rồi đặng cho mau hồi phục sức khỏe đặng đi làm lại ha. Mỗi lần đứng là nó rỉ máu ra. Rỉ ra vậy hả? Đó. Dạ yeah, dạ. Yeah. Nhưng mà bác sĩ ta kêu là không đứng là không được, để mai mốt mình đứng không được luôn tại cái răng của nó không rút nó rút răng. Nhưng mà nó chảy máu thì chảy máu mà mình vẫn đứng.
đứng lên cho cái cơ giò của mình nó hoạt động bình thường lại. Yeah. Lúc đầu nó đau nhưng mà từ từ nó sẽ quen rồi dần nó sẽ bớt đau. Yeah. Thì nữa mình sẽ đi nó dễ hơn. Bây giờ cố gắng lắm anh, đứng đâu có nổi đâu, mất hai người bợ. Bợ mình đứng thẳng lên đó, chịu đó đứng thôi. Chịu cái cây này hả? Chịu cái cây này là. Cây này hả? Dạ. Thì một người bợ ngoài sau, người bợ bên nách, rồi tay em tay em dịnh lên đó rồi em dịch lên tiếp. Đó. Đứng lên khoảng 10 đến 15 phút trong một ngày. Đó. Ông cũng chưa có cho mình đi tại vì sợ vết thương mình nó động tới lui lâu lành. Đó. Yeah. Đứng rồi đứng tận cho cái cơ nó quen thôi. Nhưng mà mỗi lần đứng là mỗi lần khó khăn ha. Khó khăn lắm anh ơi, mệt mỏi lắm. Thôi nhưng mà mình như cố vậy, gắng như vậy được thì cũng mừng rồi đó. Đó thì thôi cũng cố gắng lên anh ha. Lê Thanh cũng một nữa cảm ơn tấm lòng của anh Tấn Thành, cảm ơn khán giả đã quan tâm và theo dõi để giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh đặc biệt như là hoàn cảnh của anh Hội như vậy. Thì đó là một cái tình cảm rất là quý của khán giả đã nhờ Lê Thanh đến đây. Thì thôi cũng một nữa chúc anh được sức khỏe, bình an, may mắn nha, anh hồi phục lại để đi làm nha. Dạ. Lê Thanh cũng xin chào quý bà con và hẹn quý bà con và khán giả những video tiếp theo ạ. Dạ, cảm ơn.